Mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của tác phẩm tự truyện Pháp Ký, tác giả Đức Pháp Vương Gioan Truppa, do Truppa Việt Nam biên dịch. Chương 20. Lạc thú phàm trần trói buộc ta qua chấp dính và bám víu. Thú vui ấy loài súc sinh cũng khác gì đâu. Cái chấp không ngơ của phàm tình như chiếc cốc rỗng không. Còn chân không, nghĩa là không thật có bất cứ cái gì để thành lập. Nhưng sự vận hành bên trong của chân không chấn động mười phương theo chỗ hiểu của tôi. Đó chính là sự hợp nhất của tính không và quang minh. Việc quen thuộc với tu học giáo pháp và suy ngẫm quan kiến thâm diệu về tính không tự nhiên làm giảm sự bám chấp cho rằng các sắc tướng thế gian là thực chắc, gắn liền với bám chấp và sân giận. Nếu không trải nghiệm về đại lạc xen lẫn với bám chấp, có thể tạo ra nhiều chướng ngại. Tương tự như vậy, nếu bạn coi tính không tựa như một ngôi nhà trống, một vùng đất không có nước hoặc một chiếc chén không có trà ở bên trong, là quan kiến chung quán luận về tính không, thì đó lại là một sai lầm to lớn. Vậy tính không là gì mà chúng ta lại trân quý nhiều đến vậy? Như đã nói ở trên, chúng ta không nên nhầm lẫn mãi giữa tính không với một phạm vi hạn hẹp vì mọi sự vật. Hiện tượng, dù có phải bề ngoài thực chắc, thì khi tìm hiểu kỹ hơn lại không hề có tự tính. Vì thế Đức Phật gọi đây là tính không. Suy nghĩ của tôi dựa trên cơ sở này, dù cố gắng làm sáng tỏ những nghi ngờ của bản thân đến mức nào đi nữa, tôi cũng không có kết luận nào khác. Nhưng một người như tôi không thể đưa ra kết luận về chủ đề này. Hãy hiểu rõ bằng các nội dung, kinh điển và lập luận. Có nghĩa là chúng ta cần phải suy ngẫm, sử dụng trí tuệ của bản thân và tìm hiểu kỹ lưỡng. Chúng ta không thể nói kết quả của việc tìm hiểu này là gì, vì điều đó phụ thuộc vào trí tuệ. Vì thế các bạn cần dựa vào kinh điển làm nền tảng hỗ trợ. Điều quan trọng là các bạn cần sử dụng trí tuệ của bản thân. Dù bạn có khám phá ra điều gì, thì ý nghĩa rốt ráo bạn hiểu được tại thời điểm đó là bất biến. Với những gì mọi người nói và khác với ý nghĩa bạn hiểu qua việc đọc kinh điển. Tôi có đôi chút trải nghiệm trong vấn đề này và vì thế muốn chia sẻ những suy nghĩ của mình với các bạn. Nhưng khi thực sự phải diễn đạt thì tôi thấy khó trình bày, tựa như việc không tìm được những từ ngữ cần thiết. Đây là một hoàn cảnh khá hài hước. Có lẽ hoàn cảnh này giống như lời dạy trong kinh, hỷ lạc này không thể nghĩ bàn. Hoặc cũng có thể tôi không biết cách sử dụng từ ngữ cho phù hợp. Tóm lại, sự tự hiện bày tự tính rỗng lặng của vạn pháp đã được mô tả rõ ràng và được nhận biết bằng mọi cách. Vì thế, không những hành giả thành tựu đạt được đại lạc, mà thậm chí sắc tướng cũng hiện bày thành đại lạc. Thành tựu đó rỗng lặng, không nhị nguyên, và tâm có thể nghĩ đến rất nhiều điều, hiểu biết rất nhiều. An trụ trong tình thức sáng rõ và vô ngã, đây là cách chúng ta nên hiểu về thuật ngữ hợp nhất mà chúng ta đã bàn đến. Một thượng sư có đủ phẩm chất cùng trải nghiệm thực chứng, có thể giảng về những điều này bằng từ ngữ phù hợp. Nếu không có phẩm chất như vậy, mọi điều nói ra chỉ là những suy luận nhị nguyên và vọng tưởng về cái tôi, khiến chúng ta càng xa rời tự tính chân thật. Vì thế các bạn không chấp nhận quan kiến của Đức Long Thọ Nagarjuna và mất đi cơ hội hiểu được tính không và duyên khởi. Nếu làm như vậy, bạn không có lựa chọn nào khác ngoài việc cố chấp cho rằng những thứ thực chắc là hữu tình và những thứ không nhìn thấy được là không có thực. Vì thế, ở mức độ tuyệt đối, chúng ta cần dựa vào gia trì của Thượng Sư để hiểu được ý nghĩa không thể nghĩ bàn, tựa như một người câm đang ăn miếng đường mật.
nhầm lẫn giữa hỷ lạc thế gian và xuất thế gian. Arisa, kỳ diệu thay trạng thái đại hỷ lạc, nhưng sự hợp nhất của đại lạc và tính không còn diệu kỳ hơn. Ồ, mà thực ra cũng chẳng đáng kinh ngạc lắm. Chúng ta cần tự suy xét tâm niệm của chính mình, vì thói quen của chúng ta mới đáng kinh ngạc. Thường thì khi nói về hỷ lạc, chúng ta chỉ nghĩ về hạnh phúc, khổ đau và không thể nhận thức được điều gì sâu sắc hơn mức độ đó. Vì thế, một số người giả mạo thực hành kim cương thừa, ăn thịt, uống rượu và sống cùng phụ nữ để tìm cầu lạc thú. Tôi đã nghe kể ở một số nơi có những người thích làm những việc kỳ quặc như giết dê, ăn thịt và cúng giảng máu. Điều này đi ngược lại giáo lý đạo Phật, nhưng họ lại viện cớ là đang cúng giảng lên hộ pháp. Việc chung sống với một người bạn đời để vui vầy là lẽ thường tình, nhưng việc sống với một người khác giới để thực hành tâm linh về đại lạc, sinh con đàn cháu đống, là vô tình mắc kẹt trong luân hồi đau khổ, là điều mà Thượng Sư Liên Hoa Sinh đã mô tả. Thời đại khi kim cương thừa không còn là thực hành tu tập, hành vi đó là sự tổn hại nghiêm trọng đến các giáo pháp kim cương thừa. Vì thế, cần suy ngẫm về ý nghĩa xác đáng của đại lạc. Khi suy ngẫm thỏa đáng, hỷ lạc là trạng thái kỳ diệu. Đây là một trạng thái căn bản. Nếu bạn có hỷ lạc thì là đủ đầy, và nếu bạn không có hỷ lạc thì hỷ lạc lại là thứ không thể thiếu được. Đối với tất cả những hành giả chân chính thực hành kim cương thừa với tâm nguyện đạt được giác ngộ ngay trong một đời, ở cấp độ tuyệt đối, điều đó có nghĩa là tính không và hỷ lạc. Các bậc thầy trong quá khứ dạy chúng ta giữ hỷ lạc làm nền tảng, tịnh hóa thực hành bằng tính không và kết thúc bằng quả vị hợp nhất. Vì thế, khi hiểu rõ dù ít ỏi, hành giả có thể trải nghiệm sự kinh ngạc, sững sờ, không thốt lên lời. Chẳng có gì để xác định trong suy nghĩ của bạn 100 hoặc 1.000 lần kỳ diệu hơn hỷ lạc đã nói ở trên. Dù đây là cách hỷ lạc thường xuất hiện trước chúng ta, nhưng dường như chẳng có gì đáng kinh ngạc từ góc độ trạng thái bên trong của hỷ lạc. Những ai không biết đến tự tính của vạn pháp sẽ thấy hỷ lạc này rất đáng kinh ngạc. Điều thực sự đáng kinh ngạc chính là cách nghĩ của chúng ta. Vốn bị, vô minh và các hoạt động thường nhật bị vô minh chi phối làm nhiễm ô. Trạng thái bất nhị ta cho là nhị biên. Trạng thái hợp nhất ta lại cho là tách biệt. Những gì không thật tồn tại ta cho là có. Còn những gì thật có ta lại cho không tồn tại. Chúng ta cho rằng trạng thái bất nhị từ bản lai là nhị nguyên, vì không suy ngẫm về ý nghĩa của sự hợp nhất của sắc và không, thanh và không, quang minh và tính không, và tự tính bất nhị của chúng mà chúng ta có quan kiến nhị nguyên. Vì bám chấp và vọng tưởng về tự ngã và sự thực chắc của vạn pháp mà chúng ta coi vạn pháp vốn không thực chắc là bất biến, tồn tại mãi mãi. Các sự thực như nhân, quả và tái sinh lại bị coi là không có thực. Vì thế, bằng việc không để tâm đến luật nhân quả, chúng ta làm những việc tổn hại đến bản thân và mọi người trong đời này và đời sau, như giết người, tự tử và lừa gạt. Vạn pháp hữu vi và vô vi đều do tâm tạo tác, sừng sốt thay những nhiệm màu này. Khi nghĩ về việc mọi người không suy ngẫm về sắc và không của vạn pháp, mà cho rằng những thứ vốn thật chắc lại không có thật và chối bỏ sự tồn tại của chúng, tôi thấy sự tạo tác kỳ diệu của tâm thật sự đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, chúng ta chẳng thể làm gì trước khi tiêu trừ hết thảy các sắc tướng nhị nguyên không dư. Những yogi tà kiến chấp thường, sự thiền định mắc bẫy trong dính chấp,
còn hành động lẫy lừng theo bát phong. Đáng kinh ngạc thay, những yogi ấy giả bộ có trí tuệ uyên thâm. Chúng ta tích cực bám chấp vào quan kiến chấp thường, rồi đưa ra các cách hiểu khác nhau, trói buộc bản thân bằng những vọng tưởng. Vì quan kiến hành giả không thể vượt qua hạn chế đó, việc suy ngẫm và thiền định mắc kẹt mãi trong một số vọng tưởng như vọng tưởng về ngã, vọng tưởng về sắc và không, tốt và xấu, hạnh phúc, chấp thường và vô thường, thanh tịnh và bất tịnh. Các hành giả như vậy có năng lực thiền định tầm thường. Việc thực hành cũng không đúng đắn, chịu tác động của 8 động cơ thế gian và bám chấp sân giận. Hầu như chẳng mấy ai trong số các hành giả thực sự nghĩ đến việc lừa gạt mọi người, nhưng do tà kiến, cách nghĩ sai lầm mà việc thực thi lại mang tính lừa gạt. Các hành giả yogi có lối thực hành kể trên là những người đạo đức giả đáng kinh ngạc nhất. Chính thực chúng ta những nhà ảo thuật, bởi sự thật chẳng có gì tồn tại. Buồn vui đều do tâm yêu ghét, bám chấp ái nhiễm tạo tác muôn sự. Nhìn chung khi ta nói chứng ngộ và có những thần thông là chúng ta đang nói đến Đức Phật, chư Bồ Tát, các bậc giác ngộ, các hành giả yogi đã đạt được quả vị siêu việt. Nhưng những hành giả thông thường là những nhà ảo thuật thực sự, không phải là chư Phật, chư Thượng Sư và các bậc chứng ngộ. Vì các hành giả thông thường cho rằng vạn pháp vốn không có tự tính bản lai lại thực chắc. Vì không hiểu sự vô ngã, sự không thực chắc của cái tôi mà chúng ta bám chấp và vọng tưởng, nên việc này làm tham muốn và bám chấp sinh khởi. Chúng ta cho rằng những sắc tướng và cảm thụ như vui và buồn, yêu và ghét, hy vọng và sợ hãi vốn sinh khởi từ tham muốn và bám chấp là thực chắc. Vì thế, chúng ta vô minh cho rằng thứ không thực chắc là thực chắc và thứ thực chắc là không thực chắc. Đơn giản vì chúng ta không thể thấy được điều đó. Nếu ta biết suy xét tỏ tưởng, liệu ta có thật tồn tại là điều không chắc chắn. Giống như câu tục ngữ, nếu để mất cái kim thì không thể tin tưởng cái đầu. Nếu hành giả quán chiếu kỹ thế gian thì khó mà tin tưởng bản thân được. Thỉnh thoảng tôi dành hàng tiếng đồng hồ suy ngẫm, mất ngủ cả đêm để suy ngẫm về thực tại của vạn pháp. Tôi cười ngất, nghĩ tới thế sự thường ngày. Tôi cười ngất, nghĩ về vô thường đổi thay không dừng nghỉ. Tôi cười ngất, nghĩ đến bám chấp và hận thù. Tôi cười ngất, nghĩ về sướng khổ buồn vui. Mọi người có thể nghĩ là tôi điên khùng, thật không chắc. Hỡi chư Thượng Sư đại từ bi nguyện xót thương, tha thiết con nguyện cầu ban gia chỉ tối thắng. Khi quán chiếu về thực tại của vạn pháp, tôi có nhận thức khác đi về mọi người và cảm thấy muốn cười vang. Tôi muốn cười vang khi nghĩ đến thời gian trong ngày, mặt trời và mặt trăng và sự liên tục thay đổi của các mùa. Tương tự như vậy, khi nghĩ về các xúc tình tham muốn và sân giận, tôi cảm thấy muốn cười vang, thắc mắc tại sao lại cần tham muốn hay sân giận bất cứ thứ gì. Việc này quả thực hài hước. Tham muốn và bám chấp sinh khởi như thế nào? Nếu nghĩ rằng cảm giác hạnh phúc làm xuất hiện tham muốn, thì bạn cần suy ngẫm về hạnh phúc mà bạn muốn có và khổ đau mà bạn không muốn có. Sau đó bạn sẽ thấy tất cả việc này thật đáng cười. Nhưng nếu bạn để mặc cảm xúc đó mà không tìm hiểu, quán chiếu, thì dường như có một cảm giác hạnh phúc không thể diễn tả. Khi bám chấp xâm chiếm toàn bộ cảm xúc này, bạn bắt đầu theo đuổi cảm xúc. Đây là những gì các loài côn trùng, động vật và nhiều người tầm thường khác đang có thói quen thực hiện.
Thói quen này là nguyên nhân tạo ra mọi chướng ngại, rắc rối. Thỉnh thoảng chúng ta cũng có niềm vui sướng nhất thời nhưng rốt ráo, thì chúng ta không thể đạt được hạnh phúc an lạc bền vững như mong muốn. Tất cả điều này đều là ý kiến và quan sát của tôi. Khi còn trẻ, có những lúc tôi nghĩ suốt ngày đêm về vấn đề này. Nhận ra thực tại vạn pháp khác xa với những nhận thức thông thường. Tôi hướng về các bậc thầy, thỉnh cầu các ngài bi mẫn xót thương, ban gia trì cho tôi và mọi chúng sinh có được quan kiến và trí tuệ chân thật về bản thân và tự tính của vạn pháp. Sự trưởng dưỡng tự nhiên của niềm tin bất thoái. Trong lúc quan niệm về các phẩm chất thân, khẩu, tâm và lòng bi mẫn của chư thượng sư đã truyền trao các khai thị và dẫn tôi đến chứng ngộ về tự tính chân thật. Nhiều lần tôi vô tình hồi tưởng lại, trong lúc đang chắp tay chỉ tụng bất cứ lời cầu nguyện nào xuất hiện trong tâm, với nước mắt trào dâng. Những lúc như vậy, tôi chẳng làm được gì khác. Mỗi khi quán chiếu về tự tính tuyệt đối của vạn pháp, tôi thường cảm nhận lòng trí thành thực sự đang khuấy động tâm can, giống như mô tả của kinh điển về ý nghĩa tuyệt đối. Sau đó, tôi có thể có cảm nhận mới, duy nhất về tâm trí thành trước các bậc thượng sư đã chỉ cho tôi chân lý tuyệt đối và các bậc giáo thọ thiện hữu tri thức. Dù lúc tôi còn bé, các ngài đã nghiêm khắc phạt, của trách hay phiền não với tôi. Ngay lúc đó, tôi thường cảm thấy ít để ý hơn đến các sự vật, hiện tượng trên thế gian. Việc này đôi khi tạo ra sự bất tiện. Ví dụ, tôi nghĩ rằng giao tiếp của tôi với mọi người trong những lúc như vậy chưa được thỏa đáng. Có người đã kể trực tiếp với tôi và tôi cũng nghe nói có một số người thấy buồn vì sự thờ ơ của tôi lúc đó. Nói tóm lại, một hành giả tâm linh cần có thái độ quyết tâm hy sinh cuộc đời mình để khắp thảy chúng sinh được an vui và thoát khỏi khổ đau, và luôn khéo léo sẵn sàng đem lại bất cứ thứ gì cần thiết vì sự an vui của bất kỳ chúng sinh nào. Về lâu dài, hành giả cần thực hành tu tập giống như chư thượng sư phẩm hạnh sánh ngang Đức Phật đã làm. Hành giả cũng cần giảm bớt bám chấp vào đời sống này và luôn có tâm nguyện sâu sắc về gia trì an vui cả thân và tâm cho khắp thảy chúng sinh trong đời tiếp theo. Nếu hành giả có tâm nguyện như vậy thì việc thực hành đại thừa được viên mãn. Ngày nay, nhiều người tu tập đạo Phật không nghĩ đến việc thỉnh cầu sự gia trì, thậm chí cả những người thỉnh cầu sự gia trì cũng cầu nguyện với động cơ vụ lợi sâu sắc. Tôi nghĩ hầu như chẳng mấy người có động cơ bồ đề mà không dựa vào nghiệp và quả báo. Việc này đang tạo ra sự suy đồi của giáo pháp đại thừa. Tôi cho là mọi người không hiểu ý nghĩa của việc thỉnh cầu sự gia trì. Kết quả là tất cả Phật tử thuộc mọi truyền thống thực hành khác nhau, bao gồm cả Kim Cương Thừa, cầu nguyện trước bảo điện thờ Xá Lợi Phật theo cách không phải của bất kỳ thừa nào trong Tam Thừa, mà gần giống những người không theo đạo Phật. Chư Tăng và Chư Ni biết về những lời cầu nguyện cần tìm cầu Thượng Sư ban giáo pháp khẩu truyền và giáo pháp về những lời cầu nguyện. Ví dụ, những lời cầu nguyện trí thành về thiện hạnh cát tường, nội dung hàng đầu của các lời cầu nguyện và lời cầu nguyện của Đức Di Lặc họ cũng cần nghe giảng và suy ngẫm một chút. Thế nhưng, sự thực là chẳng ai quan tâm đến việc này. Nhiều người nói về việc họ đã tu học các tác phẩm luận giải của chư thượng sư Ấn Độ và Tây Tạng nhiều đến mức nào. Nhưng dường như họ chưa hề suy ngẫm về nội dung của những lời cầu nguyện đang được họ chỉ tụng. Tôi nghĩ rằng mới chỉ biết cách chỉ tụng thì chưa đủ. Một đệ tử đại thừa cần rèn luyện bằng những lời cầu nguyện để trở thành một hành giả đại thừa. Nhưng khi nhìn vào cách thực hành của mọi người,
Tôi cho là khó mà viên mãn được con đường đạo bằng việc thực hành những lời cầu nguyện. Nội dung dưới đây đều là những lời cầu nguyện. Những lời cầu nguyện tôi thường thực hành trong tâm mình đã được viết ra. Tôi nghĩ là chẳng cần giải thích gì thêm, chỉ cần hiểu nghĩa đen của những lời cầu nguyện này là đủ. Hãy xót thương đệ tử trí tâm thỉnh cầu, xin gia trì con quyết tâm giác ngộ thành tựu. Chúng sinh trong dục giới có bám chấp bẩm sinh vào dục lạc các căn. Bám chấp này bị chấp ngã ràng buộc. Việc này làm sinh khởi xúc tình tham muốn, dẫn đến những thống khổ cả ngày và đêm. Vì thế, đây là một lời cầu nguyện lên chư thượng sư, thỉnh cầu các ngài đoái thương khắp thảy chúng sinh đang trải nghiệm khổ đau. Tham muốn và bám chấp thường sẽ được tiêu trừ. Thế nhưng trong Kim Cương Thừa, hành giả cần sử dụng tham muốn và bám chấp để tu tập con đường đạo. Ý nghĩa căn bản của việc thực hành này được tất cả các mật điển dạy là không bị bám chấp trói buộc. Nhưng khi thực hành văn tư tu hoàn hảo, hành giả có thể chứng ngộ tự tính không thể nghĩ bàn của mọi xúc tình thô lậu và vi tế trong dòng tâm mình. Từ xin ở đây được dùng ở cấp độ bên ngoài, chỉ ra việc tôi thỉnh cầu lên chư thượng sư phẩm chất sánh ngang với Đức Phật, chư Phật và Bồ Tát ở mười phương đến cứu độ. Ở cấp độ bên trong, đây là lời kêu gọi đối với đại trí tuệ vô chấp vô ngã. Trí tuệ chứng đắc nhờ việc thực hành văn tư tu, lời cầu nguyện này là sự thỉnh cầu gia trì để trí tuệ này được thấm nhuần thân tâm, để tôi có thể đạt được hiểu biết không sai lệch về ý nghĩa bất biến của duyên khởi của vạn pháp. Hiểu biết đúng đắn về tự tính của tính không, vô biên và đi đến kết luận về bình đẳng xả vĩ đại. Xin gia trì con tâm an nhiên tự tại. Tại thời điểm hiện tại, chúng ta có thể có tâm nguyện hành động vì lợi ích chúng sinh, nhưng hành động của chúng ta lại đi sai đường. Những suy nghĩ bất thiện xuất hiện dẫn đến hành động bất thiện. Ví dụ, chúng ta quyết tâm không nói dối, nhưng hoàn cảnh buộc chúng ta phải nói dối. Khi bạn đang ăn chay, việc ăn chay khó kéo dài trọn một ngày. Tôi đang kể cho bạn trải nghiệm thông thường và không có ý xem thường các bạn. Vì thế xin các bạn đừng hiểu lầm ý tôi. Chúng ta hiểu rằng thệ nguyện là các pháp do nhân duyên hợp thành và sẽ có lúc tan. Nhưng khi phân tích tại sao tất cả các thệ nguyện tích cực lại tan, trong khi các thệ nguyện tiêu cực lại vẫn y nguyên như thể được tạc vào đá núi, thì chúng ta hiểu rằng chúng ta đã quen với những suy nghĩ và hành động tiêu cực từ đời này sang đời khác. Vì thế, chúng ta có thiên hướng ngầm nghiêng về các thệ nguyện tiêu cực. Tôi nói điều này theo quan điểm của người tin vào luân hồi. Việc có tâm an nhiên tự tại có nghĩa là điều phục được tâm và có thể hướng tâm vào các hành động tích cực và nhờ đó đạt được tăng tiến trên con đường tiệm tu.